tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 5,05%, thuộc tốt những nền kinh tế có mức tăng trưởng cao trên thế giới. Năm 2024, dự báo tăng trưởng GDP từ 6,0 đến 6,5%. Tuy nhiên, năm 2024 được dự báo tiếp tục là một năm mà khó khăn, thách thức còn lớn hơn cả thời cơ thuận lợi. Vậy cần những chính sách nào, đầu tư cho ngành lĩnh vực nào để dồn lực cho tăng trưởng? Kinh tế Việt Nam 2024, thách thức đan xen cơ hội. Quý vị đang theo dõi chương trình Diễn đàn Kinh tế do Truyền hình Quốc hội Việt Nam sản xuất và phát sóng. Thưa quý vị, vượt qua nhiều thử thách về dòng tiền, về thị trường, năm 2023, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng GDP là 5,05%. Con số này thì tuy chưa đạt mục tiêu nhưng vẫn cho thấy sự cố gắng của người dân, của doanh nghiệp và chính phủ. Và con số này thì tạo tiền đề cho một năm mới 2024 sẽ có nhiều khởi sắc hơn, bởi nhiều doanh nghiệp tin rằng nền kinh tế đã qua đáy. Thế nhưng mà đã qua thật hay chưa? Và khi nào thì bắt đầu đi lên? Và chúng ta sẽ cùng tìm kiếm câu trả lời qua góc nhìn của các khách mời trong chương trình hôm nay. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Vâng, xin chào biên tập viên, xin chào tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chào các quý vị khán giả. Và trân trọng giới thiệu tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế. Vâng, và trước khi bắt đầu tọa đàm thì chúng ta sẽ cùng xem một đoạn phóng sự ngắn để xem rằng là trong năm vừa qua Việt Nam của chúng ta đã đạt được những gì ạ. Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, GDP chỉ tăng 5,05% trong năm 2023, chỉ cao hơn 2 năm 2020, 2021 là 2 năm đại dịch Covid-19. Mức tăng 5,05% là mức tăng thấp, không đạt mục tiêu đề ra cả năm là 6%. Nguyên nhân do suy giảm toàn cầu dẫn đến sự giảm sút ở khu vực công nghiệp và xây dựng. Là các cái khó khăn trong tìm kiếm đơn hàng thì của một số ngành thì cũng tiếp tục khó khăn, như là ở đây có thể kể đến một số ngành như là sản xuất mô tô, xe máy, sản xuất bia rượu hoặc là sản xuất trang phục, là những ngành mà trong cả năm 2023 thì có tốc độ tăng trưởng giảm so với cùng kỳ. Và với cái tình hình sản xuất công nghiệp trong năm 2023 như vậy thì chúng tôi cũng nhận định là năm 2024 thì sản xuất công nghiệp thì tiếp tục sẽ còn một số cái khó khăn. Thứ nhất là về dòng tiền, thứ hai nữa là việc đào tạo nghề, nâng cao tay nghề của lao động, đặc biệt là đối với lao động mà chuyên sản xuất hàng xuất khẩu. Dù không đạt mục tiêu đề ra, nhưng mức tăng 5,05% vẫn được đánh giá là một con số tích cực trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế toàn cầu. Đặc biệt năm 2023, sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế khi xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 53 tỷ đô la Mỹ với mức xuất siêu đạt mức kỷ lục 12,07 tỷ đô la Mỹ. Tức là khu vực nông lâm nghiệp thủy sản tiếp tục khẳng định cái vai trò trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế khi mà chúng ta có cái việc xuất khẩu lương thực ra bên ngoài, cũng như là duy trì được cái kết nối với thế giới qua các mặt hàng nông sản là gạo và các cái sản phẩm rau quả với những con số hết sức ấn tượng chưa từng có. Cùng với đó, các hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 4 2023 khởi sắc hơn so với các quý trước, góp phần đưa vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội cả năm 2023 tăng 6,2%. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tính đến 20 tháng 12 2023 tiếp tục là điểm sáng trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu đang suy giảm. Lạm phát được kiểm soát theo mục tiêu đề ra. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân năm 2023 tăng 3,25%, thấp hơn mục tiêu đề ra. Vâng ạ, trong phần đầu thì tôi cũng có đề cập là tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm vừa qua là đạt 5,05%. Và con số này thì chưa đạt được như mục tiêu mà Quốc hội đã đề ra. Thưa tiến sĩ Vũ Đình Ánh, ông có bình luận như thế nào về cái con số tăng trưởng GDP này? Trước hết là trong cái bối cảnh quốc tế trong năm 2023, theo tính toán gần đây nhất thì chỉ tăng được 2,7%. Thì rõ ràng cái tốc độ của chúng ta như vậy là cũng tương đối nếu so sánh. Cái thứ hai nữa thì cái quan trọng, tức là quý sau của chúng ta tăng cao hơn kỳ trước và cho chúng ta một cái kỳ vọng rằng cái đáy của tăng trưởng là đã rơi vào cái quý 1 của năm 2023. Cái vấn đề thứ ba nữa thì tôi cho rằng là trong ba cái trụ cột về tăng trưởng của chúng ta là về tiêu dùng, về đầu tư và về xuất nhập khẩu, thì mặc dù là xuất khẩu và nhập khẩu của chúng ta thì đều là giảm so với năm 2022. Tuy nhiên thì cái đầu tư của chúng ta vẫn tăng hơn so với năm 2022, và đặc biệt là cái tiêu dùng ở trong nước với cái chỉ số tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ chúng ta vẫn tăng được 9,6%, xấp xỉ 10%, và loại trừ yếu tố giá thì vẫn tăng trên 7%. Như vậy thì trong cái bối cảnh khó khăn về thị trường như vậy thì tôi cho rằng cái tốc độ đạt được như vậy là cũng có thể nói là minh chứng cái nỗ lực của chúng ta trong vấn đề là thúc đẩy cái tăng trưởng kinh tế, và cái quan trọng nhất là trong bối cảnh đó thì chúng ta vẫn giữ và duy trì được cái ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế và kiểm soát tốt về lạm phát. Vâng ạ, đi sâu hơn vào một trong những động lực tăng trưởng trong năm vừa qua thì công nghiệp chế biến chế tạo được coi là một trong những động lực dẫn dắt tăng trưởng nền kinh tế thì có mức tăng trưởng rất là thấp. Và trong cái bối cảnh mà tổng cầu thế giới suy giảm thì các cái đơn hàng của các doanh nghiệp cũng rất là thấp. Vậy theo tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm ạ, những cái khó khăn này liệu có còn kéo dài đến 2024 hay không? Thì chúng ta thấy là trong năm 2023 đó, đặc biệt là nửa cuối của 6 tháng cuối năm, doanh nghiệp đã rất là cố gắng nhưng mà vẫn chưa vượt qua được cái khó khăn. Giờ nếu mà chúng ta nhìn cái chỉ số quản lý nhà mua hàng PMI đó, trong năm 2023 có 12 tháng thì có 10 tháng là chỉ số dưới ngưỡng 50 điểm. Trong 12 tháng chỉ có tháng 2, tháng 8 là trên 50 điểm. Còn lại là từ tháng 9, 4 tháng liên tiếp, 9, 11, 12 đều có dưới ngưỡng 50 điểm cả. Thì nó vẫn phản ánh cái bức tranh sản xuất kinh doanh, đặc biệt của khu vực chế biến chế tạo là còn khó khăn. Sản lượng suy giảm, chi phí sản xuất đầu vào để gia tăng, đơn hàng cũng suy giảm, tồn kho rất lớn. Thì đó là những cái khó khăn mà nó từ năm 2023 nó kéo dài sang năm 2024. Cho nên là các cái doanh nghiệp thì tôi thấy là cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thì họ rất là lạc quan. Họ dự báo là khó khăn cho hết 6 tháng đầu năm. Còn 6 tháng cuối năm thì sẽ có đơn hàng rồi, sẽ kinh doanh tốt. Một cái lạc quan như thế là tốt, nhưng mà chúng ta còn phụ thuộc ở bên ngoài. Cho nên chúng ta hãy chuẩn bị tất cả những điều kiện đánh giá dự báo kinh tế bên ngoài để chúng ta đưa ra giải pháp cho năm 2024. Vâng ạ, thưa quý vị, như các khách mời vừa mới phân tích và chia sẻ, mặc dù không đạt mục tiêu tăng trưởng từ 6 đến 6,5% đã đề ra, thế nhưng mức tăng 5,05% cùng với rất nhiều điểm sáng trong năm qua như là thu hút đầu tư FDI tăng này, lạm phát được kiểm soát này, nhiều chuyên gia đánh giá đây là những động lực và những yếu tố tạo ảnh hưởng tích cực với tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 và tạo đà cho bước tiến trong trung hạn. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm nay đã được Quốc hội thông qua. Biểu quyết như sau. Với 90,49% số phiếu tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chốt 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024. 1. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP từ 6,0 đến 6,5%. 2. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 đến 4.730 đô la Mỹ. 3. Tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1 đến 24,2%. 4. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 4,0 đến 4,5%. 5. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 4,8 đến 5,3%. 6. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 26,5%. 7. Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 69%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 28 đến 28,5%. 8. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. 9. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm trên 1%. 10. Số bác sĩ trên 10.000 dân đạt khoảng 13,5 bác sĩ. 11. Số giường bệnh trên 10.000 dân đạt khoảng 32,5 giường bệnh. 12. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,1% dân số. 13. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 80%. 14. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn quy chuẩn đạt 95%. 15. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92%. Vâng, hai khách mời đánh giá như thế nào về mục tiêu tăng trưởng GDP của năm nay được Quốc hội đã phê duyệt là từ 6 đến 6,5%, thưa tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm? Quốc hội đã phê duyệt là GDP là tăng năm nay, năm 2024 tăng từ 6 đến 6,5%. Và trong nghị quyết Quốc hội có nói là ưu tiên tăng trưởng, giữ vững ổn định vĩ mô. Phải nói là đặt cái mục tiêu này ra đó và cộng với đó là có 14 cái chỉ tiêu nữa đó, thì tôi cho rằng là có hai cái chỉ tiêu trong cái 15 cái mục tiêu nó là phản ánh cái động lực phát triển của nền kinh tế. Thì cái thứ nhất đó là cái đặt ra mục tiêu tăng trưởng. Đặt ra như thế để chúng ta có những cái giải pháp, chúng ta có những cái chính sách để làm sao cho thúc đẩy tăng trưởng. Cái mục tiêu thứ hai đó là cái CPI là từ 4 đến 4,5%. Thì cái mục tiêu này muốn là khẳng định chúng ta phải cố gắng giữ ổn định môi trường vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát để từ đó đưa ra những cái dấu hiệu để cho các cái đơn vị sản xuất kinh doanh người ta yên tâm ta đầu tư. Thì đó là hai cái mục tiêu mà nó tạo động lực tăng trưởng. Thế còn về động lực tăng trưởng của năm 2024 đó thì gần đây các nhà kinh tế mà đặc biệt chính phủ Việt Nam cũng đã đề cập, và cụ thể là Thủ tướng đã đề cập là chúng ta cần phải duy trì và làm mới 4 cái động lực tăng trưởng hiện có. Đó là môi trường thể chế, đó là tăng kích thích tiêu dùng trong nước và tăng cường xuất khẩu, và đặc biệt là đẩy mạnh cái đầu tư và đầu tư công. Thì 4 động lực này nó đã đóng vai trò tăng trưởng trong nhiều năm trước đây và hiện nay nó vẫn là cái vai trò tăng trưởng của nền kinh tế chúng ta. Nhưng mà chính phủ thì đã nhận thức được muốn phải làm mới và nâng cao giá trị của các cái động lực này. Thì tôi cho đây là một cái quan điểm, cái chỉ đạo rất hay và rất đúng và trúng. Cái thứ hai nữa là cái động lực tăng trưởng cho năm 2024 và đặc biệt là tạo cái tăng trưởng cho các năm sau, đó là chúng ta cần phải tạo ra cái động lực mới. Thì Thủ tướng cũng đã đề cập các cái động lực mới này và các bộ ngành, các nhà kinh tế cũng đề cập đến các động lực mới này. Thì theo tôi nghĩ thì các cái động lực mới này có mấy cái nhóm ngành lĩnh vực. Cái thứ nhất đó là kinh tế số hay chuyển đổi số. Cái thứ hai là thực hiện kinh tế tuần hoàn. Cái kinh tế tuần hoàn đó là động lực rất quan trọng. Nó không những là tạo cái động lực tăng trưởng ngay trong năm nay và các năm tiếp theo để đáp ứng một loạt những cái quy định về tăng trưởng xanh, về giảm phát thải nhà khí, và đặc biệt gần đây châu Âu đưa ra cái là phải xây dựng một cái châu Âu xanh, thì đưa ra một loạt những cái quy định mà chúng ta phải thực hiện cái kinh tế tuần hoàn thì mới có thể tạo tăng trưởng được và xuất khẩu được. Cái thứ ba nữa là cái chuyển đổi năng lượng, dùng năng lượng tái tạo. Đó cũng là những cái tiêu chuẩn mà để cho cái hàng xuất khẩu xuất được đi sang các nước, và cũng là cái xu hướng mà kinh tế các nước và đặc biệt kinh tế Việt Nam cũng phải theo. Và một cái động lực tăng trưởng mới của kinh tế Việt Nam rất nổi trội, rất khác biệt, đó là phát triển công nghiệp bán dẫn. Chúng ta có rất nhiều thế mạnh. Nếu có điều kiện thì tôi sẽ phân tích kỹ về 4 cái động lực tăng trưởng mới này nữa. Vâng, vậy thưa tiến sĩ Vũ Đình Ánh, nếu nhìn vào 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội 2024 thì ông cho rằng đâu sẽ là động lực tăng trưởng của năm nay ạ? Tôi cho rằng động lực tăng trưởng cái đầu tiên đó là chúng ta tiếp tục đặt ra cái mục tiêu tăng trưởng khá là cao trong cái bối cảnh thực tế chúng ta đạt được trong năm 2023. Có thể nói là khá xa so với cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra trong năm 2023. Đấy là cái động lực mà tôi cho rằng đó là cái nỗ lực của chúng ta. Cái thứ hai cũng là cái động lực, đó là chúng ta vẫn mặc dù là có hướng sẽ nới lỏng cả chính sách tài khóa, cả chính sách tiền tệ để làm sao mà chúng ta có cái tốc độ tăng trưởng cao nhất, nhưng chúng ta vẫn đặt được cái mục tiêu là kiềm chế, kiểm soát lạm phát, và đặc biệt là ví dụ như anh Lâm có nói về chúng ta ưu tiên khá là nhiều trong cái năm tới về cái kích thích tiêu dùng trên cái thị trường trong nước, nhưng chúng ta vẫn cố gắng duy trì được cái ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế kiểm soát lạm phát, thì tôi cho rằng đấy cũng là một cái động lực rất là quan trọng. Một động lực thứ ba mà tôi cho rằng chúng ta trong năm 2024 chắc chắn sẽ phải tập trung vào, đó là liên quan đến vấn đề về đầu tư. Ở đây thì năm 2023 chúng ta đã có những cái thành tích rất tốt về thu hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới và tăng vốn với cái tốc độ tăng tới trên 30%, tôi cho rằng là cực kỳ ấn tượng. Nhưng cái vốn đầu tư thực hiện của chúng ta thì lại tăng khá là thấp so với cùng kỳ của năm 2022. Vậy thì trong năm 2024 một cái động lực rất là quan trọng, đó là chúng ta biến cái vốn đăng ký mới của đầu tư trực tiếp nước ngoài thành vốn thực hiện. Thì như vậy chúng ta sẽ đảm bảo được cái đầu tư của chúng ta, bên cạnh cái việc chúng ta cải thiện và nâng cao, tăng được cái tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Cho coi đầu tư công tiếp tục là một cái trụ cột trong năm 2024. Và tôi cho rằng một cái động lực nữa cũng rất quan trọng trong năm 2024, bên cạnh những cái ý như anh Lâm đã nêu về việc là chúng ta thu hút vốn nước ngoài, về việc là chúng ta chuyển dịch sang một ngành mới như là bán dẫn, hay là chúng ta tiếp tục thực hiện cái vấn đề chủ đề của chúng ta là số, xanh, sạch, trong tăng trưởng kinh tế, và kéo theo đó thì các cái chỉ tiêu về xanh hóa nền kinh tế, các chỉ tiêu về giảm phát thải, tôi cho rằng sẽ giúp cho nền kinh tế chúng ta vận động theo một cái xu hướng mà chúng ta đã đặt ra trong dài hạn, bắt đầu từ những năm trước đây, và sẽ năm 2024 là chúng ta sẽ khẳng định và củng cố cái xu hướng như vậy. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của hai khách mời. Thưa quý vị, dự báo từ các tổ chức quốc tế thì cho thấy rằng khả năng phục hồi của kinh tế toàn cầu trong năm 2024 thì chưa rõ ràng. Và ở trong nước thì thời cơ và thách thức đan xen và khiến cho kinh tế Việt Nam được dự báo vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn. Dù các chỉ số kinh tế vĩ mô cho thấy có cải thiện trong quý tư, nhiều doanh nghiệp cho biết việc làm ăn thực tế vẫn khắc nghiệt và phải cầm cự chờ đến hết quý 2 năm 2024. Ngay từ những ngày đầu tháng 1 năm 2024, doanh nghiệp xuất khẩu may mặc này đã có thêm nhiều đơn hàng mới và có thể nhận đến hết quý 2. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn bị ép giá, không có lãi. Các khách hàng thì liên tục coi như là ép giá, hạ giá và kiểm soát rất ngặt nghèo về cái vấn đề chất lượng, và những đơn giá thấp nhất chỉ còn có 50% thôi. Tại thời điểm này thì hiện nay đơn hàng cũng là rất là nhiều, khách hàng đến để ký nhưng mà cái đơn giá thì không thay đổi. Và tuy nhiên nếu mà ký thì có thể ký đến tháng 6 năm 2024 nhưng mà cái đơn giá thì đã quá thấp, cho nên chúng tôi chỉ ký từng tháng một. Theo các chuyên gia kinh tế, sự phục hồi của khu vực doanh nghiệp không đạt kỳ vọng. Chỉ một số doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp nhẹ, đồ gia dụng thiết yếu, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, tài chính còn hoạt động tốt. Còn lại đa phần doanh nghiệp vẫn trong trạng thái cầm cự trong hai quý đầu năm. 2024 tiếp tục là một cái năm khó khăn với cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam. Bởi vì thứ nhất là cái lạm phát của thế giới đã có cái chiều hướng giảm tương đối sâu, nhưng cái quá trình hồi phục của nền kinh tế thế giới thì lại chậm hơn mong ước. Cái nhu cầu về hàng hóa cho sản xuất kinh doanh, các nguyên nhân vật liệu phụ tùng nó sẽ giảm. Cái điều thứ hai là thu nhập của người dân của các cái quốc gia nó cũng không cao, cho nên cái nhu cầu nhập khẩu hàng hóa để mà tiêu dùng nó cũng không lớn. Và như vậy là cái việc mà thực hiện xuất khẩu hàng hóa của chúng ta ra thế giới nó sẽ có cái thay đổi và theo cái chiều hướng nó trầm lắng. Các tổ chức quốc tế cũng đánh giá các cái nền kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, thì chúng tôi cho rằng là cái ngành lĩnh vực đặc biệt là công nghiệp chúng ta cũng có cái cải thiện và có cái tăng trưởng tốt hơn. Tuy nhiên là cái mức độ mà đột phá thì cũng chắc là chưa có cái đột phá nữa. Cùng với đó, các doanh nghiệp tiếp tục phải đối diện với khó khăn lớn từ sức cầu thấp cả trong và ngoài nước. Những tác động của các cái xung đột căng thẳng địa chính trị trên thế giới có thể sẽ tác động tiếp tục tới tình hình tài chính tiền tệ của thế giới, và qua đó có thể những các cái tác động về lạm phát hay là về lãi suất tỷ giá vẫn có thể tác động đến Việt Nam, và câu chuyện điều hành giá ở trong nước sẽ phải hết sức lưu ý trong cái việc điều hành lộ trình tăng những các cái giá mặt hàng nhà nước kiểm soát cũng. Tính bất định của tình hình kinh tế thế giới khiến nhiều chuyên gia lo ngại đến hết quý 2 2024, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mới thực sự khởi sắc. Vâng, trước đó thì tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm có chia sẻ rằng là nhiều doanh nghiệp thì cũng khá là lạc quan. Thế nhưng mà câu chuyện trong phóng sự thì cũng đã cho chúng ta thấy những khó khăn của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực may mặc. Họ chia sẻ rằng là cũng hy vọng rằng là đến quý 2 năm 2024 thì thị trường mới phục hồi. Vậy thì theo ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm thì có đồng ý với cái ý kiến về thị trường như vậy hay không? Với những bất ổn về mặt địa chính trị, địa kinh tế như vừa rồi tiến sĩ Vũ Đình Ánh đề cập đến cái bất ổn ở Biển Đỏ, nó làm gia tăng cái chi phí và gây ra áp lực lạm phát. Và áp lực lạm phát ấy cũng lại là một cái dấu hiệu làm giảm cái tổng cầu tiêu dùng của thế giới. Cho nên trong cái bối cảnh như vậy đó thì các cái doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp trong cái lĩnh vực dệt may, người ta dự báo đến 6 tháng cuối năm là tình hình kinh tế sẽ có những cái triển vọng hay lạc quan. Thì tôi cho rằng là chúng ta mong là như vậy và hy vọng là như vậy. Còn chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục theo dõi. Bởi vì kinh tế có nhiều cái biến động rất là bất thường. Các nhà kinh tế mới nhận định là những cái biến cố về mặt địa chính trị, địa kinh tế liên tục nổ ra. Cái biến cố này chưa kết thúc, biến cố sau đã tiếp nối. Và cái biến cố, cái căng thẳng như thế đó là chưa từng có trong vòng vài thập kỷ gần đây. Cộng thêm nữa đó là chính phủ các nước đang phải đối mặt với cái chuyện là nợ. cho nên là các điều kiện tài chính cũng rất là khắt khe. Thì đó là những cái động lực mà làm cho, đó là những cái nguyên nhân làm cho cái tổng cầu suy giảm. Tuy vậy thì tôi vẫn cứ lạc quan vào cái kinh tế của Việt Nam. Bởi vì là thế này, hiện nay thì kinh tế thế giới đang phân mảng rất rõ ràng. Nhưng mà Việt Nam phải nói là trong thời gian vừa qua chúng ta có rất nhiều cái thành công trong khẳng định vị thế của mình. Vị thế không phải chỉ về kinh tế đâu, vị thế cả về chính trị, cả về ngoại giao. Cho nên chúng ta đã là đối tác toàn diện với những cái nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới. Chúng ta đã nâng cấp đối tác toàn diện với Mỹ, với Nhật Bản, với Trung Quốc. Mà vừa rồi thì ở Diễn đàn Kinh tế Thế giới, khi ông tác giả của cuốn là Thế giới phẳng đã đề cập đến là chưa có nước nào mà trong vòng một thời gian rất ngắn, trong một năm, mà tiếp hai nền kinh tế hàng đầu. Thì chính vì vậy, trong cái kinh tế phân mảng như vậy đó, thì kinh tế Việt Nam đang nổi lên là một nền kinh tế kết nối. Cho nên mặc dù các nước khác, mặc dù là trong kinh tế thế giới phân mảng, mặc dù là một loạt biến cố, nhưng mà kinh tế Việt Nam và một số nền kinh tế nó đóng vai trò là kinh tế kết nối, thì chúng ta vẫn hưởng lợi được từ cái dòng vốn đầu tư nước ngoài và từ cái thương mại quốc tế. Số liệu ba cái nước hưởng lợi mà IMF đã chỉ rõ, đó là Việt Nam, đó là Mexico, đó là Ấn Độ. Chúng ta thì gần Trung Quốc, Mexico thì gần Mỹ, và Ấn Độ là nền kinh tế đang nổi lên rất mạnh. Và số liệu đây chỉ ra là chúng tôi đã nhìn thấy số liệu là ngay cái xuất khẩu của Việt Nam chiếm thị phần ở Mỹ thôi. Thì năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam chiếm 2,7% thị phần nhập khẩu của Mỹ. Đến năm 2022 tăng lên 3,9%, tăng lên 1,2% rất nhiều. Và đến năm 2023 thì còn là 3,3%, có suy giảm. Thế như vậy là chúng ta, mặc dù là kinh tế thế giới còn khó khăn, nhưng mà chúng ta đang có những thuận lợi trong cái thương mại quốc tế, trong cái đầu tư quốc tế. Thế cho nên chính vì vậy đã, cho nên là các cái doanh nghiệp người ta vẫn cứ lạc quan. Và chính phủ, các bộ ngành làm cái vĩ mô cũng phải nên nhận biết được những cái điểm mạnh của kinh tế Việt Nam để chúng ta có giải pháp, có chính sách sao cho nó phù hợp. Thì tôi tin là doanh nghiệp người ta nắm bắt cơ hội rất nhanh, người ta nắm bắt thị trường rất nhanh, người ta đưa ra lạc quan, và tôi cũng mong là những cái lạc quan, cái dự báo của các doanh nghiệp sẽ trở thành hiện thực. Vâng. Vậy thì theo ông, ngoài những cái khó khăn về đơn hàng khi mà tổng cầu thế giới suy giảm như vậy, thì hiện nay doanh nghiệp của chúng ta còn đang gặp phải những khó khăn gì? Và chính phủ có thể hỗ trợ thêm gì để các doanh nghiệp có thể phục hồi trong năm nay ạ? Cái khó khăn đầu tiên đó là biên tập viên vừa đề cập, đó là đơn hàng. Thực ra đơn hàng nếu mà nó có thì nó sẽ xử lý tất cả những cái khó khăn khác thôi. Nhìn lại cái số liệu của năm 2023 đó là công nghiệp chế biến chế tạo tăng rất là thấp, tồn kho tăng rất cao. Nhưng mà hiện nay thì cái đầu ra chưa xử lý được, thì doanh nghiệp vẫn phải tồn tại và ta sẽ gặp khó khăn. Thì chúng ta phải giải quyết những cái khó khăn đó, chẳng hạn khó khăn về vốn. Nếu mà chưa tìm được đầu ra, hàng hóa tồn kho, người ta sẽ gặp khó khăn về vốn, thì chính phủ phải có những cái chính sách về tài khóa và tiền tệ để sao cho hỗ trợ doanh nghiệp, để người ta giảm bớt cái khó khăn về vốn. Có thể là cho người ta vay để người ta đảo nợ, hay là có những chính sách gì đó hỗ trợ để người ta có thể là giải tỏa được nguồn vốn sản xuất kinh doanh của người ta, hay là có những chính sách hỗ trợ để làm sao cho người ta giữ chân được người lao động. Và một mặt thì doanh nghiệp cũng phải có những cái tự chủ, cố gắng lên để vượt qua khó khăn này. Nhưng mà đặc biệt chính phủ thì cần có những cái chính sách để sao cho là giảm bớt cái khó khăn về vốn, về nguồn lao động. Bên cạnh đó thì thưa tiến sĩ Vũ Đình Ánh, trong phóng sự thì các chuyên gia cũng chia sẻ rằng là công nghiệp cũng sẽ tiếp tục gặp khó này, hay là xuất khẩu thì cũng vẫn sẽ trầm lắng và sẽ kéo theo rất là nhiều hệ lụy của nền kinh tế. Vậy theo tiến sĩ thì chúng ta sẽ cần thêm những cái giải pháp gì? Ngoài những cái mà liên quan tới cơ quan quản lý nhà nước, liên quan tới chính phủ, liên quan tới cả các hoạt động đối ngoại, ngoại giao như anh Lâm cũng đã nêu, thì tôi cho rằng ở đây các cái doanh nghiệp của chúng ta, đặc biệt là các cái doanh nghiệp mà liên quan đến xuất khẩu và nhập khẩu, hết sức lưu ý điều chỉnh cái chiến lược kinh doanh và cái kế hoạch kinh doanh của mình gắn với cái sự biến động về cái xu thế toàn cầu hóa như tôi đã nói, với cái việc là cái xu thế phân mảnh nền kinh tế, đặc biệt là do các yếu tố địa chính trị tác động, sẽ làm cho chúng ta thấy cái trước đây chúng ta hay nói về việc là tự do hóa thương mại, tự do hóa nền kinh tế, thì hiện nay đang có những cái sự thay đổi mà nó sẽ tác động trực tiếp đến các cái doanh nghiệp ngoài những cái chính sách chung. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai mà tôi cho các doanh nghiệp cũng hết cần hết sức lưu ý Với khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chúng ta thấy điển hình nhất là trường hợp của Samsung ở Bắc Ninh. Rõ ràng khi thị trường thế giới có những cái thay đổi về nhu cầu, có những thay đổi liên quan tới cái tiêu dùng và thậm chí là kể cả thay đổi cái cơ cấu tiêu dùng như anh Lâm đã nói, nó tác động trực tiếp tới cái khả năng xuất khẩu của một doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, và đây là xuất khẩu ra thị trường toàn cầu. Và nó kéo theo cái gì? Bắc Ninh trong năm 2023 trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế âm sâu nhất trong số các 63 tỉnh thành của Việt Nam chúng ta. Ở đây là cả một cái chúng ta phải tính toán về mối quan hệ giữa tác động của doanh nghiệp với vấn đề xuất khẩu, với vấn đề là tăng trưởng kinh tế của một địa phương, và kéo theo đó là tăng trưởng kinh tế của cả nước khi chúng ta vẫn đặt ra cái định hướng về xuất khẩu. Đấy là yếu tố thứ hai. Tôi cho rằng chúng ta, nó là hiện tượng, nhưng chúng ta, các cái doanh nghiệp cũng cần hết sức lưu ý. Một yếu tố thứ ba mà các doanh nghiệp cũng cần đặc biệt lưu ý, nó liên quan trực tiếp đến vấn đề hàng dệt may như chị vừa nêu và anh Lâm cũng đã chia sẻ. Ngoài rất nhiều những ý như anh Lâm nói, có một ý mà tôi cho rằng hết sức cần chú trọng. Đó là gần đây cái khả năng cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam chúng ta dựa trên lao động giá rẻ đã suy giảm rất là nhiều. Hiện nay có một số quốc gia họ đang nổi lên như những cái cường quốc về dệt may và hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với hàng dệt may của Việt Nam trên thị trường thế giới. Và như vậy thì các cái yếu tố thiếu hụt đơn hàng của chúng ta không chỉ là những nguyên nhân như anh Lâm đã nói, mà nó còn một yếu tố rất quan trọng, đó là cái sự cạnh tranh của chúng ta. Và rõ ràng ở đây nó liên quan đến việc liệu chúng ta có thay đổi cái chiến lược về xuất khẩu của Việt Nam dựa trên lao động giá rẻ như trước đây chúng ta đã làm, liên quan đến hàng loạt các cái ngành mà chúng ta hay gọi là gia công, và thậm chí có thể tới đây liên quan đến các ngành về lắp ráp nữa. Rõ ràng ở đây cái sự chuyển dịch cơ cấu về xuất khẩu của Việt Nam chúng ta, nhập khẩu của Việt Nam chúng ta, và cái bài toán của từng doanh nghiệp của chúng ta trong cái bối cảnh thị trường thế giới thay đổi, liên quan tới cả các cái yếu tố về chi phí, liên quan tới cả các yếu tố về giá, về chuỗi giá trị, và đặc biệt là liên quan đến sự cạnh tranh của một số ngành công nghiệp vốn được chúng ta coi là ưu thế trong hàng chục năm vừa qua. Thì tôi cho rằng rõ ràng ở đây ngoài những cái biện pháp vĩ mô chung thì đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam chúng ta cũng cần hết sức quan tâm, phân tích, đánh giá và thay đổi cái chiến lược và cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình phù hợp với những cái biến động liên quan tới thị trường thế giới. Vâng ạ, và khi mà nhắc đến các động lực tăng trưởng thì không thể không nhắc tới đầu tư công, một trong những trụ cột để thúc đẩy tăng trưởng. Vậy thưa tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, trong năm 2024 thì chúng ta sẽ phải tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực đầu tư công như thế nào? Đầu tư công thì phải nói rằng là năm 2023 là chúng ta cũng đã đạt được những cái thành công, những cái thành tích trong cái giải ngân vốn đầu tư công. Tuy rằng là nó vẫn có những cái bất cập. Bất cập đầu tiên đó là về mặt thể chế và cái tinh thần trách nhiệm của những người đứng đầu các bộ ngành, các địa phương trong giải ngân vốn đầu tư công. Thể chế nó tạo cho người ta không dám làm. Và như chúng ta thấy đấy, đến hết tháng 11 rồi mà vẫn còn đến 21 bộ ngành, 33 địa phương vẫn chưa thể phân bổ xong cái vốn đầu tư của năm 2023. Mặc dù chính phủ đã phân bổ vốn đầu tư cho các bộ ngành ngay từ đầu năm. Thì đó là câu chuyện thứ hai mà chúng ta cần phải xử lý về cái vốn đầu tư công. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải tránh cái chuyện là đầu tư giàn trải và nâng cao cái năng lực của các cái chủ đầu tư cũng như các cái nhà thầu. Một cái nhóm nữa chúng ta phải xử lý đó là cái nguyên nhân, cái nguyên vật liệu dùng cho cái thi công. Nói trong năm 2023 đó, cái vấn đề về đất nền, rồi san nền, rồi một loạt những cái giá cả của các cái nguyên vật liệu trong cái đầu tư thay đổi mà chúng ta không điều chỉnh kịp thời thì cũng rất là khó, nhà thầu ta không thể triển khai được. Cái nhóm, cho nên đó là một cái nhóm rất là quan trọng chúng ta cũng phải xử lý. Đến năm 2024 này đã thì chúng tôi thấy là cái vốn đầu tư công mà được Quốc hội giao cho là thấp hơn so với năm ngoái. Mà chúng ta vẫn kỳ vọng và vẫn là đặt cái niềm tin vào cái vốn đầu tư công, đó là một cái động lực để mà thúc đẩy tăng trưởng và vẫn là gánh vác cho cái tăng trưởng cho các động lực khác, trong cái bối cảnh là cái cầu tiêu dùng ở trong nước vẫn còn suy yếu, vẫn còn yếu, có tăng mà tăng thấp lắm. Số liệu Tổng thống kê đưa ra là tổng mức bán lẻ tăng là 10%, 9,6%. Loại trừ yếu tố giá thì còn tăng trên 7%. Nhưng mà tôi lưu ý là gì? tổng cầu tiêu dùng cuối cùng thực tế của nền kinh tế nó phải phản ánh qua cái chỉ tiêu là tiêu dùng cuối cùng của GDP theo phương pháp sử dụng tăng có 3,52% thôi. Cái tiêu dùng trong cái phương pháp trong cái GDP theo phương pháp sử dụng nó phản ánh là tiêu dùng của hộ gia đình và tiêu dùng của chính phủ thực tế tăng có 3,52%. Tích lũy của nền kinh tế thì nó thể hiện qua chỉ tiêu tích lũy tăng là 4,9%. Và trong tích lũy đấy nó bao gồm cả cái tồn kho hàng hóa mà tôi đã đề cập là năm 2023 tồn kho đến 87,5%. Nếu mà loại trừ tồn kho hàng hóa ra đó thì tổng cầu tiêu dùng ở cái vốn đầu tư đưa vào cái tài sản cố định nâng cao năng lực của nền kinh tế cũng chưa phải là lớn. Năm 2023 thì có một cái dấu hiệu tốt, đó là cái thặng dư về cái xuất nhập khẩu, hay chúng ta nói là xuất siêu 28 tỷ đô la. Thì tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của tiến sĩ Vũ Đình Ánh, và tôi cũng đã có phân tích một cái bài phân tích, tôi nói là cái điều đó nó cũng là, nếu mà thoáng nhìn qua thì nó là mừng, nhưng mà nhìn thực sự thì đó không phải là thực sự cái sức mạnh của nền kinh tế. Bởi vì cái thặng dư đó đến 28 tỷ đô đó là do là tổng cái nhập khẩu nó giảm mạnh quá so với tổng xuất khẩu. Mà nhập khẩu giảm mạnh là do chúng ta sản xuất trong nước không phát triển. Bởi vì đến 97% chúng ta nhập tư liệu sản xuất mà. Thế cho nên là đó cũng là một cái dấu hiệu mà chúng ta xem xét. Và do cái tổng cầu tiêu dùng ở trong nước, tiêu dùng cuối cùng trong nước, và do cái tổng cầu tiêu dùng ở nước ngoài suy yếu. Nói tóm lại, cái năm 2024 này đã đầu tư công, đặc biệt đầu tư công hay đầu tư ngoài nhà nước và đầu tư nước ngoài vẫn đóng một vai trò rất quan trọng. Và tôi đồng ý với ý kiến của tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chúng ta phải có một cái giải pháp tổng thể đối với cái nhóm, cái động lực đầu tư này. Thưa quý vị, những thách thức đối với kinh tế năm 2024 thì vẫn đang hiện lên rất rõ nét bởi bối cảnh xung đột gay gắt diễn ra ở nhiều nơi, chuỗi cung ứng toàn cầu về linh phụ kiện xuất khẩu vẫn đứt gãy. Các nước lớn thì đang gia tăng các biện pháp bảo hộ ngày càng rõ rệt. Và điều này thì đã và đang tác động đến kinh tế Việt Nam năm 2023 và cũng chưa có dấu hiệu chấm dứt. Và mới đây thì các chuyên gia kinh tế vừa đưa ra một số kịch bản cho tăng trưởng GDP năm 2024 và các kịch bản thì cho thấy quan điểm khá lạc quan về triển vọng trong năm nay. Theo kịch bản 1, tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt 6,13% và 6,48% trong kịch bản 2. Xuất khẩu cả năm dự báo tăng 4,02% trong kịch bản 1 và tăng 5,19% trong kịch bản 2. Thặng dư thương mại dự báo tương ứng ở các mức 5,64% tỷ đô la Mỹ và 6,26 tỷ đô la Mỹ. Lạm phát bình quân năm 2024 dự báo lần lượt ở mức 3,94% và 3,72%. Tại hội thảo, các chuyên gia bàn luận về các hướng để có thể đẩy cao tăng trưởng kinh tế. Chúng ta phải tạo ra được những cái nền tảng để những cái động lực mới, những cái nguồn lực có chất lượng và những nguồn lực mới nó tạo ra cái phát triển, cái tăng trưởng đột phá hơn cho Việt Nam. Đấy là những cái cải cách thể chế từ môi trường đầu tư kinh doanh theo các nhiều tiêu chí mới. Ví dụ nó đòi xanh hơn, số hơn, sáng tạo hơn, cho đến những cái khung khổ pháp lý gắn với các cái nguồn lực truyền thống chúng ta làm, ví dụ luật đất đai, tín dụng. Nhưng mà bên cạnh đấy là phải là cái thể chế để mà các cái nguồn lực mới nó tạo ra được. Một cái nữa rất quan trọng tạo ấy là nó gắn với cái hiện tại mà chúng ta đã làm, đã có chuyển biến tích cực, tức là cái hạ tầng. Và hạ tầng đây là gắn không chỉ là cao tốc, là đường xá, các phương thức vận chuyển, mà còn là hạ tầng số, là logistics, đúng không? Thì đấy là cái nữa, một cái rất quan trọng để cái nguồn lực mới nó tạo ra được cái chuyển biến rõ rệt về năng suất ạ. Thì đấy là cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Để đạt được mức tăng trưởng cao trong năm 2024, các chuyên gia nhấn mạnh việc ưu tiên chính sách cần tiếp tục tập trung và thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế trên cơ sở cải thiện vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô và đổi mới hệ thống thể chế kinh tế theo hướng thân thiện hơn với đổi mới sáng tạo và môi trường, gắn với xử lý hiệu quả những rủi ro trong môi trường kinh tế quốc tế đầy biến động. Vâng ạ, trong hai kịch bản mà CM đưa ra thì tiến sĩ Vũ Đình Ánh sẽ nghiêng về kịch bản nào, vì sao ạ? Cá nhân tôi thì tôi nghiêng về kịch bản thấp hơn là kịch bản cao. Bởi vì như tôi đã nói thì nguyên nhân cơ bản là cách thức chúng ta lựa chọn về trụ cột tăng trưởng. cũng như là các cái giải pháp mà chúng ta dự định thực hiện trong năm 2024 thì cơ bản vẫn dựa trên những gì chúng ta đã thực hiện trong năm 2023. Do đó thì tôi cho rằng cái kịch bản thấp nó sẽ khả thi hơn và thực tế hơn so với cái kịch bản cao mà bên CM vừa mới đưa ra. Vâng, đến thời điểm này thì một số tổ chức quốc tế cũng đã đưa ra những cái dự báo tăng trưởng 2024 cho Việt Nam. Thưa tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm ạ, ông sẽ có những cái quan điểm và dự báo như thế nào về kịch bản tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay? Kịch bản tăng trưởng thì CIM đưa ra hai cái kịch bản. Chính phủ thì cũng đưa ra kịch bản trên cơ sở là 6% và đến 6,5%, thì kịch bản là nông nghiệp là phải tăng từ trên 3%. Rồi công nghiệp và xây dựng thì tôi tính toán phải cao hơn so với cái tăng thực tế của năm 2023 là từ 2,6 cho đến 3,2%. Và dịch vụ thì phải tăng cao hơn là 0,7%. Thì trước hết tôi phân tích về nông nghiệp. Nông nghiệp phải nói năm 2023 đó, thì tổng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản tăng là 3,83%. Riêng nông nghiệp tăng 3,8%. Tôi làm nhiều năm tôi biết nông nghiệp rất khó có thể tăng được cao liên tiếp trong nhiều năm. Ta nhìn dãy số năm 2022, 2023 nông nghiệp tăng rất cao. Bởi vì là nông nghiệp nó không giống như công nghiệp. Muốn tăng trưởng chỉ cần là mở rộng sản xuất kinh doanh. Nông nghiệp cái điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh nó phụ thuộc, nó cần có thời gian. Đấy là yếu tố thứ nhất. Cho nên nông nghiệp để năm nay đã trong kịch bản tăng 6 cho đến 6,5%, nông nghiệp tăng 3 cho đến trên 3,5% là rất khó đạt được. Cái nhóm thứ hai đó là nhóm về công nghiệp và xây dựng. Thì để đạt được 6 đến 6,5% thì phải cao hơn so với năm 2023 là từ 2,68 cho đến 3,24%. Thì cái khu vực này đã thì tôi tin là nếu mà có giải pháp phù hợp thì chúng ta có thể đạt được. Bởi vì một loạt những yếu tố mà chúng ta có thể tận dụng được và có những yếu tố về mặt chủ quan điều hành của nền kinh tế chúng ta có thể đạt được. Cái nhóm thứ ba, khu vực thứ ba là khu vực dịch vụ thì tăng hơn là 0,7%. Khu dịch vụ ở đây nó phản ánh phần lớn qua cái tiêu dùng của người dân và qua cái xuất khẩu du lịch. Nhưng mà trong cái xu hướng hiện nay đó thì cái tiết kiệm của các hộ gia đình trong nền kinh tế hay là thu nhập trong năm 2023 thì không đáng kể để cho người ta có thể mở rộng cái tiêu dùng cho năm 2024. Cái thứ hai nữa là hiện nay đang có một cái xu hướng là chúng ta đang tranh thủ thu hút khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam. Thì đó là cái xuất khẩu du lịch của chúng ta. Nhưng chúng ta lại chưa ngăn cản được cái dòng người Việt Nam đi du lịch đến nước ngoài. Chúng ta đi du lịch nước ngoài là chúng ta nhập khẩu du lịch. Chúng ta nhập khẩu. Khi mà nhập khẩu du lịch càng nhiều đó, thì cái đó nó làm suy giảm tăng trưởng của nền kinh tế. Cho nên khu vực dịch vụ, ngoài cái chuyện chúng ta kích cầu tiêu dùng, chúng ta phải có một cái giải pháp chính sách thế nào đó để giữ chân được và thu hút được ngay cả khách du lịch trong nước. Chứ đừng chỉ quan tâm đến khách du lịch nước ngoài. Thì đó là một số những cái nội dung mà tôi muốn gợi ý lên để những người làm chính sách, đặc biệt là các bộ ngành và ở đây là các địa phương, phải có những cái giải pháp chính sách rất là đặc thù và kích thích cái tiêu dùng thì mới có thể đạt được cái mục tiêu tăng trưởng. Vâng, vậy thì để có thể đạt được cái mục tiêu tăng trưởng cao nhất thì chúng ta sẽ cần phải khơi thông những cái động lực, những cái nguồn lực nào ngay từ đầu năm nay, hay nói cách khác đâu là chìa khóa cho tăng trưởng trong năm nay? Chìa khóa cho tăng trưởng thì tôi vẫn nói rằng là hiện nay nó có những cái mà nó ngay. Chúng ta đang là tiếp nối các cái động lực của năm trước. Chúng ta nên là rà soát lại tất cả những cái cản trở gì cho ba cái nhóm động lực. Đó là tiêu dùng trong nước, đó là xuất khẩu, đó là đầu tư. Thì chúng ta cố gắng chúng ta rà soát tất cả những gì là rào cản, chúng ta phải xóa bỏ, khẩn trương xóa bỏ. Cái thứ hai là có những cái giải pháp rất là đột phá, rất là khác biệt để chúng ta có thể là kích thích được và nâng cao cái giá trị của ba cái nhóm động lực. Tôi lấy ví dụ ngay về cái đầu tư thôi, đầu tư công thôi. Thì ngay Quỹ Tiền tệ Quốc tế ta đánh giá là cái hiệu suất quản lý cái đầu tư công của Việt Nam thấp hơn so với các nước đi trước là 23%. Và hiệu quả của sử dụng vốn đầu tư công cũng rất thấp. IMF tính toán là nếu mà hiệu suất quản lý của chúng ta tốt lên bằng các nước đi trước để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công, thì khi đó tôi tính toán là GDP của nền kinh tế sẽ tăng thêm từ 1,2 cho đến 2,3%. Đó là một cái động lực rất lớn. Thì chúng ta cố gắng là chúng ta làm sao là nâng cao hiệu quả quản lý cái vốn đầu tư công và nâng cao hiệu hiệu suất quản lý. Ngay tôi nói là một loạt những công trình đầu tư rất là dài. Thế tại sao chúng ta không tập trung vào một số công trình lớn? Chúng ta giải ngân, chúng ta tập trung, chúng ta nhanh đưa các công trình vào sử dụng, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế. Thay vì trước đây chúng ta đầu tư giàn trải, có những công trình rất trọng điểm nhưng mà kéo dài cả 10 năm. Và bây giờ có khi còn phải gia hạn thêm 5 năm nữa rồi đội vốn lên. Như cái đường sắt chẳng hạn, đường sắt trên cao chẳng hạn. Thì chúng ta phải thay đổi lại tất cả những cái quản lý, cái sử dụng cái hiệu quả ấy. Thì chúng ta sẽ, đấy là cái động lực rất ngay tức thì và có một tác động rất lớn đến tăng trưởng của nền kinh tế. Chúng ta tiếp tục các cái chính sách ưu đãi, hỗ trợ cả về liên quan đến thuế, phí, thậm chí là tiền thuê đất. Chẳng hạn như là chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cái miễn giảm cái thuế giá trị gia tăng 2% cho cái nửa đầu của năm 2024. Và nếu như tình hình có những cái chuyển biến tốt thì chúng ta có thể dừng. Nhưng nếu vẫn tiếp tục khó khăn thì tôi cho rằng chúng ta vẫn có thể xem xét các cái chính sách ưu đãi miễn giảm thuế như vậy. Đó là cái góc độ nhóm thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta vẫn tiếp tục tháo gỡ các cái khó khăn về tiếp cận nguồn vốn tín dụng, về chi phí lãi vay, lãi suất có thể sẽ được xem xét tiếp tục giảm trong cái thời gian tới, đặc biệt trong cái bối cảnh là cuối năm 2023 và sang đến đầu năm 2024, cái lãi suất huy động của chúng ta thậm chí là đã xuống dưới cả cái mức mà đã xác lập vào năm 2019. Tôi cho rằng có rất nhiều yếu tố để giúp chúng ta kéo giảm bớt cái chi phí cho các doanh nghiệp trong cái bối cảnh họ khó khăn về cái thị trường đầu ra, khó khăn về cái việc là cắt giảm chi phí. Đối với chính phủ, tôi cho rằng một cái cũng rất là quan trọng và đặc biệt trong năm 2024, ở đây nó không phải chỉ liên quan đến chính quyền trung ương mà cả chính quyền địa phương, đó chính là các cái quy hoạch. Chúng ta đã phê duyệt hàng loạt, hàng chục các cái quy hoạch, gần như rất nhiều, đại đa số các tỉnh thành đã được thông qua và được phê duyệt các quy hoạch, và năm 2024 sẽ còn lại những tỉnh thành cuối cùng sẽ tiếp tục được phê duyệt các quy hoạch. Và cái việc chúng ta triển khai các cái quy hoạch như vậy vào trong thực tế với sự tham gia của cả nền kinh tế thì tôi cho rằng nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái động lực, những cái phát triển mà nó vừa đúng hướng và đồng thời tạo ra những cái động lực mới cho cả nền kinh tế nói chung và cũng cho từng địa phương nói riêng. Rõ ràng rằng là để thực hiện các mục tiêu của năm 2024, trong đó tăng trưởng GDP từ 6 đến 6,5%, không còn cách nào khác, đó là phải dồn lực cho tăng trưởng. Thời gian vừa qua thì chính phủ cũng xác định mục tiêu tăng trưởng sẽ được ưu tiên hàng đầu trong năm nay. Và cũng như hai vị khách mời vừa phân tích, để đạt được mục tiêu tăng trưởng thì cần phải tập trung thúc đẩy các động lực bao gồm xuất khẩu, tiêu dùng và đặc biệt là đầu tư, trong đó có đầu tư công, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm. Và để kỳ vọng một năm 2024, kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc phát triển và tạo nền tảng quan trọng cho việc hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2025 và từ đó góp phần quan trọng hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng của dân tộc. Tới đây thì chương trình Diễn đàn Kinh tế cũng xin phép được khép lại. Một lần nữa trân trọng cảm ơn những phân tích, những góp ý rất là toàn diện và hữu ích đến từ hai khách mời trong chương trình ạ. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.